Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người lao động, hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết đầu giờ sáng nay nước lũ lên cao, chạy xiết, công tác cứu nạn, cứu hộ vụ sập cầu Phong Châu chưa thể thực hiện, chỉ khi nước rút, lực lượng chức năng mới có thể tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Theo ghi nhận của phóng viên báo Người lao động. Sáng nay, tại khu vực cầu Phong Châu sập có xuất hiện mưa nhỏ, rải rác, nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết hơn hôm qua, khó khăn cho lực lượng chức năng. Tại gần hiện trường khu vực cầu sập, nhiều người nhà của các nạn nhân bị mất tích vẫn ngóng trong tin tức của người thân, nhiều người khóc nức. được người dân và lực lượng chức năng động viên trong lúc khó khăn. Chia sẻ với phóng viên, chị Y, trú tại huyện Tam Nông, cho biết chị thức suốt đêm qua để mong ngóng tin từ em trai tên C, là tài xế xe tải bị mất tích khi cầu phong châu sập. Anh C chạy xe tải thuê tại một công ty trên địa bàn huyện. Sau khi xảy ra sự việc, công ty gọi điện nói định vị chiếc xe anh C nằm ở đúng vị trí chiếc cầu. Gia đình chị y tá Hỏa gọi điện nhưng em trai chị không nghe máy nữa. Tới hiện trường, chị y được cơ quan chức năng cho xem camera thì xác định đúng chiếc xe của anh C đã bị rơi xuống sông khi cầu phong châu sập. Chị y cho biết anh C là lao động chính trong gia đình, nuôi vợ, con và bố mẹ già. Từ hôm qua, gia đình không dám cho vợ của nạn nhân xuống hiện trường vì sợ không chịu nổi. Chị Y chỉ mong sớm tìm được em trai, đưa về với gia đình. Thưa quý vị, một trường hợp khác cũng xót xa không kém, đó là bà Đinh Thị Thịnh, sinh sống tại Đắk Nông. Bà Thịnh đã thức xuyên đêm tại hiện trường, chờ thông tin của con gái gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu. Con gái bà Thịnh là chị C, sinh năm 2005, hiện là sinh viên năm thứ hai, Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng. Bà Thịnh cho biết dịp nghỉ lễ quốc khánh, chị C được nghỉ học nên xin phép gia đình tra quê gốc là Phú Thọ thăm họ hàng. Chị C, đã định quay lại đất nông dân do bão số 3 ảnh hưởng đến việc đi lại nên phải tạm hoãn. Hôm qua, 9 tháng 9, chị C gọi điện báo với mẹ đang chuẩn bị về đất nông, không ngờ trên đường đi thì gặp nạn. Bà Thịnh cho biết sáng qua, người thân ở Phú Thọ gọi điện vào, thông báo mất liên lạc với chị C sau khi xảy ra vụ sập cầu. Lúc này, bà Thịnh cố gắng liên lạc cho con gái nhưng vô vọng. Lo lắng có chuyện không lành khi biết tin vụ sập cầu Phong Châu, bà Thịnh cùng con trai vội vàng ra bắt, với hy vọng con gái sẽ được lực lượng chức năng tìm thấy, cứu sống. Xong khi đặt chân đến chân cầu, nhìn dòng sông đục ngầu đang cuồn cuộn chảy, bà Thịnh lặng người. Trong trường hợp xấu nhất, bà Thịnh mong muốn lực lượng chức năng sẽ sớm tìm thấy con gái và hỗ trợ gia đình đưa con trở về đất Nông. Những thông tin liên quan vụ sập cầu Phong Châu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên báo Người Lao Động Điện Tử. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ là những tin tức đáng chú ý khác. Tối 9 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về hai con cá sấu được miêu tả nặng trên 100 kg, bị sóng chuồng và bơi giữa dòng nước lũ ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kèm với đó là ảnh chụp dòng thông báo qua Zalo với nội dung, hiện tại, đâm sấu trên địa bàn phường Nam Cường đã bị ra hai cá sấu. Các phụ huynh chú ý không cho con không ra gần khu vực hồ. Sau khi thông tin chưa được kiểm chứng trên được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra rất lo lắng. Theo thông tin ban đầu, hai con cá sấu nói trên thuộc sở hữu của một người dân trú tại thôn Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, mỗi con hiện nặng khoảng hơn 100 kg. Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo địa phương cho biết trên địa bàn phường có một gia đình nuôi hai con cá sấu, mỗi con nặng hơn 100 kg. Thường ngày, khu vực nuôi cá sấu đều có quê lưới kính. Sau khi xảy ra ngập lụt, gia đình này đã chủ động trình báo với chính quyền về việc cá sấu chưa rõ vẫn ở trong chuồng hay đã sống ra ngoài, vì nước hiện giờ rất lớn. Được biết, sau khi nhận được thông tin, phường Nam Cường đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái và cảnh báo cho người dân nắm được để đề phòng. Từ đêm qua, 9 tháng 9, người dân ở gian sông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hối hả chạy lũ sông Hồng khi nước dâng lên cao. Một số dụng dân cư ven sông Hồng, nước sông ngày một dâng cao trong đêm khiến người dân không khỏi lo lắng. Dự báo lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh, Lưu tốc dòng chảy lớn do chịu ảnh hưởng của lũ trên các sông và điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã sẵn sàng sơ tán người dân sống tại khu vực bãi giữa sông Hồng trên địa bàn các quận Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên. Hôm qua 9 tháng 9, trên quốc lộ 34 tại khu vực xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng đã xảy ra sạt lở gây thiệt hại một xe khách, một số ô tô con, xe máy, gây thương vong nhiều người. Thông tin ban đầu cho biết dòng suối chạy ven quốc lộ 34 bình thường khô cạn, nhưng mấy ngày nay mưa lớn nên nước lũ đổ về rất mạnh. Nhiều khả năng xe khách bị một phần quả đồi ập xuống rồi cuốn theo dòng nước lũ. Lãnh đạo xã Ca Thành cho biết lực lượng cứu hộ tại chỗ đã tìm được 5 nạn nhân, trong đó 4 người đã tử vong và một người bị thương nặng. Nước lũ trên suối dâng cao, xe khách bị cuốn trôi không còn dấu vết, khiến việc xác định số người mất tích gặp nhiều khó khăn. Tại thành phố Thái Nguyên, trước diễn biến lũ dâng cao cây ngập úng, người dân liên tục lên mạng xã hội cầu cứu, tìm dẫn xuồng cứu sinh, phao, nước uống, đèn pin và thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản. Cũng trên mạng xã hội, nhiều cá nhân và tổ chức hướng dẫn người dân gặp khó khăn, đồng thời chia sẻ những vật dụng còn đang thiếu. Mạng xã hội cũng lan truyền thông tin nhiều lái đò ở chùa Hương mang đò đi ứng cứu người dân dùng lũ, ngập úng tại Thái Nguyên. Theo lãnh đạo xã Hương Sơn, một số người là chủ xe cứu hộ đã kết nối với những chủ xuồng đò ở chùa Hương để đưa xuồng đến thành phố Thái Nguyên hỗ trợ người dân. Đây là hoạt động cá nhân, không qua tổ chức hay chính quyền. Từ 9 tháng 9 đã có 4 ô tô chở 12 thuyền lên đường đi Thái Nguyên, trong trường hợp có sự chỉ đạo của thành phố, huyện hay ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương và nhân dân luôn sẵn sàng huy động đò hỗ trợ dùng lũ. Nhiều hộ gia đình có đò, tại xã Hương Sơn cũng cho hay muốn giúp đỡ bà con dùng lũ nhưng chưa dám mang số lượng lớn, vì còn lo ngại về quá trình vận chuyển cũng như sự an toàn khi di chuyển trên xuồng. Hiện toàn bộ xã Hương Sơn nếu quy động thì có khoảng 4.000 xuồng đò. Sáng 10 tháng 9, dự kiến hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương sẽ lấy ý kiến trọng trải về việc điều động xuồng để hỗ trợ các địa phương bị ngập lụt. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Khi được hỏi về thông tin được đưa bởi Wall Street Journal, cho rằng Tehran gửi tên lửa đạn đạo cho Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9 tháng 9 cho biết Điện Kremlin đã xem bài báo về vấn đề trên, đồng thời nhấn mạnh không phải lúc nào loại thông tin như vậy cũng đều chính xác. An Jazeera đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran ngày 9 tháng 9 phủ nhận thông tin cung cấp tên lửa cho Nga. Tehran và Moscow đã xích lại gần nhau hơn, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 với việc Iran cung cấp máy bay không người lái xa cho quân đội Nga. Mỹ hôm 6 tháng 9 cảnh báo việc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga có thể dẫn tới leo thang căng thẳng trong xung đột Ukraine. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump có cuộc tranh luận đầu tiên trong ngày 10 tháng 9, kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hồi tháng 7, diễn ra tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Cuộc tranh luận là cơ hội đầu tiên để khoảng 240 triệu cử tri được nghe Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump giải thích các chính sách của mình. Đây cũng có thể là dịp duy nhất hai ứng viên đối đầu trực tiếp trước thêm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, vì không bên nào cam kết tham gia cuộc tranh luận thứ hai. Theo kênh Al Jazeera, bà Harris có tương đối ít thời gian để giới thiệu bản thân với cử tri trước cuộc bỏ phiếu tháng 11, vì bà chỉ mới thay thế Tổng thống Joe Biden tham gia cuộc đua vào ngày 21 tháng 7, chỉ khoảng 7 tuần trước. Các chuyên gia nhận định những cuộc tranh luận này không gây nhiều tác động vì cử tri thường đã có quyết định của riêng họ, nhưng đây là một cuộc bầu cử rất xích sao, vì vậy bất kỳ điều gì có khả năng thay đổi cục diện dù chỉ một chút đều đi kèm với rủi ro cao. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Thanh Long xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp và ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam Eximbank đã đồng hành cùng bản tin 11 giờ 30 xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau